Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày len cho bé, form giày bata ta như thế này. Mặt đế mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi. Thân trước được móc các cái mũi đơn từ đỉnh giày xuống. Có đường viền màu đen, bên hông có trang trí một hình ngôi sao. Đây, mẫu giày ba ta như thế này. Thì dụng cụ mình gồm có len miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc hai đầu số 4. Kéo các len, kim khâu len có gắn một sợi len màu đỏ để làm cái phần ngôi sao ở đây và một mặt đế xốp ở đây mình đã cắt sẵn bây giờ mình sẽ dùng màu trắng để móc cái phần đế thì ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dày len như thế này ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này thì mình có để link ở phần mô tả các bạn nhấp vào link tham khảo nha bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân trên thì khi móc xong cái phần mặt đế ở cái chân móc cuối cùng này các bạn móc cho mình vào cái chân móc kế bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Đối với mẫu giày này mình có dán đế nên mình sẽ để mặt phải lên phía trên và đưa mặt trái xuống phía dưới. Bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân. Đối với các chân móc của hàng móc này, mỗi chân móc ta sẽ có hai cái mũi móc như thế này. Đây, hai mũi móc. Các bạn móc cho mình vào cái chân ở phía trong nha. Toàn bộ mũi móc ta đều móc vào cái chân ở phía trong. Đây, chân ở phía trong như thế này. Thì ở chân móc đầu tiên các bạn cũng làm tương tự cho mình, cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc cho mình một mũi nửa kép và cũng móc vào chân ở phía trong. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc các bạn đều móc cho mình một mũi nửa kép và cũng móc vào cái chân ở phía trong nha. Sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc kế bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Tiếp tục móc cho mình vào cái chân mình vừa móc mũi dời á, đây là cái chân đầu tiên nè, móc cho mình vào đây một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mỗi chân móc cũng móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc móc cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len thì mình đã hoàn thành được phần thân dài ở phía dưới các bạn gặp đôi cho mình phần mặt đế lại gặp đôi lại như thế này thì ở phần đỉnh dày ta sẽ thấy được một mũi móc nằm ở chính giữa đây từ cái mũi móc này các bạn đếm ngược ra cho mình 3 mũi móc 1, hai ba ta đâm kim vào chân móc thứ tư các bạn cũng đâm cho mình vào cái chân móc ở phía trong nha đây đâm vào chân móc phía trong như thế này sau đó đưa sợi len màu trắng ra phía sau mũi móc móc và kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích sau đó móc cho mình vào chân móc kế bên cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong nha móc vào chân kế bên này một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn chân móc thứ ba cũng móc một mũi móc đơn chân thứ tư cũng móc một mũi móc đơn tương tự chân thứ năm cũng móc một mũi móc đơn chân móc thứ sáu cũng móc một mũi móc đơn và chân móc thứ bảy cũng móc cho mình một mũi móc đơn sau khi móc được 7 mũi móc đơn liên tiếp, tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc kế bên và cũng móc vào cái chân ở phía trong nha. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi dời để kết thúc hàng. Sau đó móc tiếp vào chân móc kế bên ở phía trên, móc vào đây một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc, ta đưa ngón tay cái ra phía sau mặt đế và quay ngược mặt đế lại như thế này. Đây. Tiếp tục móc cho mình vào 7 chân móc, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì ta móc tiếp vào cái chân móc kế bên của cái phần thân móc vào đây một mũi dời lưu ý cho mình ở đầu bên này các bạn đưa kim ra phía ngoài đưa kim ra phía ngoài và đâm kim từ ngoài vào trong chân móc cũng móc vào cái chân ở phía trong nha móc vào đây cho mình một mũi dời tiếp tục đưa kim ra phía ngoài đâm kim từ ngoài vào trong và móc tiếp cho mình vào cái chân kế bên một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại, móc tiếp cho mình vào bảy chân móc, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân móc kế bên của phần thân một mũi dời để kết thúc hàng. Tiếp tục móc lên một mũi dời vào chân kế bên để gây nên hàng tiếp theo. Như vậy là ta đã được 3 hàng móc đều nhau 7 mũi móc. Tiếp tục các bạn quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc lại cũng đưa ngón tay cái ra phía sau và quay cái phần mặt đế lại. Ở cái hàng móc này các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Năm chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. 3 4 và 5. Khi móc được 5 mũi móc đơn liên tiếp thì chân móc cuối cùng móc cho mình 2 mũi móc đơn vào chân móc này. Thì cái hàng móc này mình đã tăng được 2 mũi móc ở đầu và cuối hàng. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên của phần thân dưới, móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời. Ta cũng đưa kim ra phía ngoài, ở cái đầu dây này cũng đưa kim ra phía ngoài, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc móc vào đây một mũi dời để kết thúc hàng tiếp tục đưa kim ra ngoài đâm kim từ ngoài vào trong chân kế bên để gây nên hàng tiếp theo và móc một mũi dời quay ngược đầu móc lại cái hàng móc này móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng Khi móc đến cuối hàng thì cũng móc vào cái chân móc kế bên ở phần thân dưới một mũi dời để kết thúc hàng và móc một mũi dời vào chân kế bên để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược đầu móc lại. Ở các hàng móc tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà mình vừa móc và ta không thêm mũi nha. Các bạn cứ móc lần lượt cho mình các cái hàng móc cho đến khi cái độ sâu của cái phần thân trước này nè, cái độ sâu này sẽ đạt được 1/3 của phần mặt đế Vô được 1/3 của phần mặt đế thì các bạn ngưng cũng móc cho mình vào mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các hàng móc còn lại thì ở đây mình đã móc lên được các cái hàng móc đều nhau như thế này cái phần thân trước của giày nó sẽ được 1 phần 3 của phần mặt đế tiếp tục móc cho mình vào chân kế bên của phần thân một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len bây giờ mình sẽ móc cái phần thân ở phía trước ở sợi dây màu xanh các bạn đưa ra phía sau mũi móc Đâm kim cho mình vào chân móc mũi dời cuối cùng của cái hàng này nè Đâm kim vào chân móc mũi dời Móc và kéo len qua chân móc Móc lên hai mũi móc xích Móc vào các cái chân móc của cái hàng móc đầu tiên này Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha đây giấu sợi len thừa vào trong mũi móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở sợi len thừa của phần đỉnh dày nè khi móc các bạn cũng giấu cho mình vào trong mũi móc màu xanh này đây giấu như thế này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Ở cái chân móc mũi dời phía dưới của cái phần thân màu trắng cũng móc cho mình một mũi kép đơn. Sau đó móc vào cái chân móc mũi dời của phần thân dưới nè, móc vào đây một mũi kép đơn. Thì phần thân dài ở phía trên mặt trước ta sẽ được 11 mũi móc như thế này. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại, móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng Sau đó các bạn móc thêm cho mình các cái hàng móc tương tự Giống như cái hàng móc mà mình vừa móc Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Và móc thêm tương tự cho các cái hàng móc còn lại Ở đây mình đã móc lên được 5 hàng móc đều nhau không thêm mũi Tiếp tục móc lên một mũi móc xích Kéo và cắt len Tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc cái phần thân ngang ở cái phần đỉnh dày màu trắng này nè đây từ đây các bạn đếm ngược ra cho mình hai hàng móc tính từ hàng móc đầu tiên này và hàng móc thứ hai này ta sẽ bắt đầu lên thân từ cái chân móc thẳng hàng với cái hàng thứ hai này các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc thẳng hàng này đây sau đó đưa sợi len màu xanh ra phía sau mũi móc móc và kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc mình vừa móc một mũi móc đơn chân móc bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc giấu vào trong mũi móc tiếp tục móc cho mình vào chân kế tiếp một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc nằm thẳng hàng với cái hàng thứ hai này nè đây đến cái chân móc này mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Khi móc đến chân móc mình đánh dấu ở bên đối diện thì hai cái phần thân trước này nó sẽ thẳng hàng với nhau từ cái hàng móc thứ hai này. Đây. Tiếp tục móc lên ba mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc này các bạn bỏ qua cho mình cái chân móc đầu tiên. Đây là chân móc đầu tiên và chân móc thứ hai, ta bỏ qua hai chân móc này và móc vào cái chân móc thứ ba, móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép. Thì ở hàng móc này mình đã tạo ra được một khoảng trống để luồn dây. Đây, khoảng trống luồn dây, tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ở bên này các bạn chưa ra cho mình 3 mũi móc. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Ở ba chân móc cuối cùng này, các bạn bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc cuối cùng một mũi kép đơn. Khi móc các bạn lấy len cho mình, đâm kim vào chân cuối cùng, móc và kéo len qua chân móc. Ta kéo sợi len dài ra, các bạn kéo dài ra để cho cái khoảng trống này nó được to hơn. Sau đó móc vào đây một mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Thì ở hàng móc này ta sẽ không tạo khoảng trống để luồn dây. Các bạn móc cho mình vào cái chân kế bên, bỏ qua cái chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi nửa kép. chân móc bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ở bên này các bạn chưa ra cho mình một mũi móc. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Thì ở chân móc cuối cùng của cái hàng móc này ta sẽ tiến hành gộp mũi. Các bạn lấy len đâm kim vào chân móc cuối cùng móc và kéo len qua chân móc tiếp tục đâm kim vào khoảng trống mà mình tạo để luồn cái phần dây á, đâm kim vào khoảng trống này, móc và kéo len qua khoảng trống. khi chân kim được 4 mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc chân kim, tiếp tục lên 3 mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. hàng móc tiếp theo này các bạn sẽ móc tương tự như cái hàng móc thứ hai mà mình móc á, cũng tạo cái khoảng trống để luồn dây, bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc thứ ba một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại ở đầu bên này chưa ra cho mình 3 mũi móc nha mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc thì mình cũng tạo ra được một khoảng trống để luồn dây như thế này các bạn làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì ba chân móc cuối cùng này các bạn cũng bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào cái chân móc cuối cùng á móc vào cái chân móc ở phía ngoài này một mũi kép đơn khi móc các bạn cũng kéo cho mình cái sợi len dài ra và móc vào đây một mũi kép đơn để tạo cái khoảng trống to để mình luồn phần dây đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc lại ở hàng móc tiếp theo này ta sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc thứ ba của phần thân nha cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại ở bên này các bạn cũng chừa ra cho mình một chân móc cuối cùng và khoảng trống này nè mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc chân móc cuối cùng và khoảng trống này ta cũng gộp lại thành một chân các bạn lấy len và đâm kim vào chân móc đầu tiên kéo lên đâm kim vào khoảng trống kéo lên khi chân kim được 4 mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc chân kim tiếp tục lên 3 mũi móc xích quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo này ta sẽ tạo khoảng trống để luồn dây các bạn bỏ qua hai chân móc đầu tiên và móc vào chân thứ ba một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc Tương tự ba chân móc cuối cùng cũng bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân móc cuối cùng một mũi kép đơn. Khi móc cũng kéo dài mũi móc ra và móc vào đây một mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Thì phần thân mình đã có đủ cái độ cao. Cũng có khoảng trống để luồn dây. Đây, các cái khoảng trống cách nhau là một hàng móc. Tiếp tục các bạn viền lại cho mình cái phần này. Móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân móc cuối cùng móc một mũi móc đơn và tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống cuối cùng này đây móc vào đây một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc thì ta đã hoàn thành được phần thân dài như thế này bây giờ mình sẽ viền hàng màu đen lại đối với cái đường viền màu đen này các bạn sẽ móc cho mình ở cái đường móc nằm chính giữa của phần thân xanh và phần thân trắng nè đây cái đường móc nằm chính giữa này các bạn đâm kim cho mình vào chân móc bất kỳ nằm ở cái đường chính giữa này sau đó đưa sợi len màu đen vào trong mũi móc đưa ra phía sau mũi móc móc và kéo len qua chân móc móc vào cái chân kế bên đây móc vào chân kế bên này một mũi dời chân kế tiếp cũng móc một mũi dời chân bên cạnh cũng móc một mũi dời chân kế bên cũng móc một mũi dời thì mình tạo ra được một cái đường viền như thế này các bạn làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại móc tương tự cho đến cuối vòng mỗi chân móc móc cho mình một mũi dời vào mỗi chân móc và móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng khi móc đến cuối vòng ở cái chân móc mũi dời của cái phần thân trước các bạn cũng móc cho mình ở phía dưới của cái mũi móc nha ở dưới mũi móc như thế này chân móc đầu tiên gây nên cái hàng viền này cũng là chân cuối cùng các bạn cũng đâm kim vào chân móc này và móc vào đây cho mình một mũi dời kéo và cắt len. Đối với sợi len thừa này nó nằm ở phía ngoài mũi móc. Các bạn đâm kim cho mình vào chính giữa của hai chân móc màu đen này nè. Đâm kim vào chính giữa và đâm từ phía sau ra nha. Đây, đâm kim vào chính giữa như thế này. Sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Kéo sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Ta tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì các bạn móc cho mình một đoạn dây dài để mình luồn vào cái phần khoảng trống mà mình tạo ở đây nè, luồn vào và dùng keo nến để dán cái phần mặt đế xốp vào mặt đế dày len, dán lại. Sau khi dán đế xốp vào trong mặt đế dày len và luồn dây vào khoảng trống thì ta đã tạo ra được một form giày ba ta như thế này. Bây giờ mình sẽ móc họa tiết ngôi sao. Ở sợi len màu trắng này các bạn tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích và móc vào vòng tròn vừa tạo 11 mũi nửa kép 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Khi móc được 10 mũi nửa kép, các bạn nắm sợi len ngắn gút lại để vòng tròn nhỏ lại và móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, ta nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên, móc vào chân móc mình vừa móc mũi dời á, móc vào hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chân kế bên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Thì mình đã hình thành được một vòng tròn màu trắng. Bây giờ mình sẽ khâu phần ngôi sao. Ở cái đoạn len màu đỏ này các bạn tạo cho mình một cuốc ở cuối sợi len. Sau đó đâm kim cho mình vào cái chân móc ở cái vòng tròn phía trong này nè. Đâm kim cho mình vào một chân móc bất kỳ. Thì mỗi đỉnh của ngôi sao sẽ cách nhau là một chân móc. Từ cái điểm này các bạn sẽ đâm kim cho mình lên cái chân móc thứ tư, tính từ đây qua nha. Đâm kim vào chân móc thứ tư. Khoảng cách giữa hai đỉnh của ngôi sao sẽ là một mũi móc, ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ hai tính từ đây. đỉnh của ngôi sao ở đây sẽ cách với đỉnh của ngôi sao bên này một mũi móc ta đâm kim vào cái chân móc này kéo lên đỉnh này và đỉnh này cách nhau là một mũi móc các bạn sẽ móc cho mình vào cái đỉnh này các bạn cứ tạo cho mình một cái hình ngôi sao một cái hình ngôi sao và mỗi mỗi đầu của ngôi sao sẽ cách nhau là một mũi móc đây từ đây và đây sẽ cách nhau một mũi móc các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc này sau đó lần lượt nối 5 điểm của hình ngôi sao để tạo ra được một hình ngôi sao hoàn chỉnh. Sau khi nối được 5 điểm để tạo thành một hình ngôi sao đều nhau thì cái khoảng trống nó vẫn còn trống nè. Các bạn đâm kim cho mình từ dưới lên vào cái vòng tròn mà mình tạo đầu tiên á. Đâm kim vào đây. Kéo lên. Tiếp tục đâm kim cho mình vào cái đỉnh đầu tiên nè. Đâm kim vào đây. Kéo lên. Sau đó tiếp tục đâm kim từ dưới lên vào vòng tròn mình vừa tạo. và đưa sợi len ra cái đỉnh tiếp theo kéo lên tiếp tục đâm kim vào chính giữa sau đó đâm kim vào cái đỉnh của ngôi sao tiếp theo ở các cái đỉnh ngôi sao còn lại các bạn cũng làm tương tự cho mình cũng đâm kim từ dưới lên ở vòng tròn mình tạo đầu tiên và đâm kim ra các cái đỉnh ngôi sao như vậy là khoảng trống ở chính giữa của ngôi sao mình cũng đã che lại được phần len thừa này các bạn giấu cho mình ra phía sau mũi móc sau đó ta dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu cho mình cái phần ngôi sao này vào cái thân còn lại của chiếc giày đây khâu lại như thế này sau khi khâu cái phần ngôi sao vào trong thân giày vào cái bên còn lại của phần thân giày á thì ở đây mình đã hoàn tất được một mẫu giày ba ta cho bé như thế này chúc các bạn thành công